Cần gì phải đi tìm những bộ sáp dầu đắp nổi đâu xa, trong khi bộ màu con nít này vừa có thể tô được màu nước mà còn vừa làm màu sáp nổi được nè. Đây là sáp màu của Colorkit Thiên Long, bộ màu sáp này ấn tượng đầu tiên với Chi là nó mềm và lúc tô cực kỳ mịn. Cái này chỉ dùng giấy có vân nhưng mà màu lên độ che phủ ngay lớp đầu tiên khá là ổn. Trong bộ có đi kèm cọ đã tự mình tận dụng tô màu nước. Mọi người có thể dùng màu di ra khay rồi chấm nước vào tô, hoặc là tô trực tiếp vào giấy xong chấm nước tán ra cũng được nha. Lúc pha màu nước thấy đậm thì thêm nước, còn thấy nhạt thì thêm màu, cứ pha đại đi tại vì pha kỳ công nó cũng vậy à. Rồi bây giờ tới phần sáng màu đắp nổi tranh thử nha. Loại này mềm nên cũng khá là dễ tán. Cái bay của Chi hơi bự nên là làm nó hơi tèm lem một chút. Mọi người làm tranh đắp nổi thì chuẩn bị nhiều cái bay với size nhỏ hơn để dễ thao tác nha. Này đúng kiểu cái bay nó không có phế mà mình phế nên đổ thừa. Dòng này là màu sáp đa năng nên nó tiệp vào nhiều loại chất liệu. Cái này tha hồ để cho mấy đứa nhóc quậy rồi mình dùng khăn ướt chùi là sạch nha. Lỡ rồi thì mình thử banh chành lên chất liệu vải thử luôn. Không biết ai suối lấy cái khẩu trang ra hoành nữa nhưng mà màu nó lên mượt y chang vẽ trên giấy vậy đó. Bé nào thích quậy thì nguyên bộ này là quá đa năng luôn á.